bếp. Không cần bẩn, không cần sạch. Thầy cũng không biết, nó cứ lai nhau. Anh chị dạo ơi, thầy thầy đây rồi. Bán rẻ không cô? Bán rẻ cô ạ. Bán rẻ cô ạ. 5.3 cây mà con bán thì quay là 1.6 10.000 một cái, 10.000 cái thôi. Không mua cho nó. À, thế để mua. À, cô giả bao tiền thì đưa lấy bấy nhiêu? Còn như này đâu. Ôi cháu lâu mới lên đấy, cháu đang cũng cọ à? Còn rau không có nhà nữa. Sao này không thấy mẹ? Để cho cô mời cho anh thì cô nói đâu. Đó, mình chuẩn bị làm được. Có đi bóng không bé con? Có. Đấy, cái bác bao nhiêu ạ? Các bác vừa làm cái cổ. Rồi ăn một cái bé thì cái bé hơn một tí nó 5.000 ạ. Cô bán một tặng. Cô mua bắp cải cô? Cô mua một cái bắp cải nữa. Con bán cho cô 5.000 cây to nhất ở chỗ này. À đây à? Thế chúng mày đi bán ở đâu? Bán ở đây. À thế à? Thế thì đi bán luôn ạ. À. Mua không? Để lại cho cái để chú Lâm mua cái. Lâm ơi, chú đang ra bên đó là chị anh ấy đâu anh kia đến vay. Đấy cô mua bán chuyện. Bán nốt này thì ngon. Đấy tốt rồi, nhanh hết hàng. Cái túi nó ngon quá nhỉ. Đấy Lâm lấy nốt cho nó 2 cây cho nó về. Cái gì thế này? Đang quay phim. 5k. Ngọt quá nhỉ. Đẹp như người. Các bạn cái này là cho đưa tiền đấy. Tiền nhiều lắm. Mua quen mất không trả tiền, bây giờ ra trả tiền. Vâng, em vào làm nào anh? Đơn hàng quay em nhỉ? Đơn hàng à? Mai có anh lại mua tiếp nhá. Anh là khách hàng VIP đó. Khách VIP? Tức là tiền đâu rồi ạ? Người đẹp tuyên đẹp nhờ. Nhá. Bán hàng hết nhá. Đây là thành lý xong rồi. Bán hàng quá. Cắt. Hết đường nhé trái, hết đường nhé trái. Anh Đông mấy ông hôm qua rồi, trong Sài Gòn quay bảo chán lắm rồi.